Chúng ta nên đo huyết áp khi nào? Sáng, trưa, chiều hay là một ngày đo bao nhiêu lần? Một lần, ba lần, năm lần? Thì hôm nay Hòa Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cả nhà mình ha. Hòa Sơn xin chào bà con. Thì có rất là nhiều vấn đề thắc mắc là cách lựa chọn máy đo huyết áp thế nào, cách sử dụng máy đo huyết áp thế nào cho đúng và đo huyết áp thế nào mới là chính xác. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 giây, Hòa Sơn có chia sẻ rất là nhiều. Hoặc là cả nhà mình có gì thắc mắc thì gọi trực tiếp vào Hòa Sơn theo số điện thoại bên dưới nghe. Rồi bây giờ quay lại với câu hỏi là đo huyết áp khi nào. Nếu mà như chúng ta một người mà đang theo dõi bệnh thì một ngày chúng ta có thể đo rất là nhiều lần, đặc biệt là như chúng ta đang được bác sĩ theo dõi nha. Còn nếu mà đối với một người mà đã huyết áp ổn định và chúng ta đo cái máy đo đơn giản tại nhà như thế này nè, thì chúng ta nên đo bao nhiêu lần và đo lúc nào? Ví dụ giúp chúng ta đang uống thuốc để theo dõi bệnh thì chúng ta có thể đo một ngày 1, 2 đến 3 lần ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã ổn định rồi thì chúng ta mỗi ngày chỉ cần có thể đo một lần thôi. Ví dụ buổi sáng lúc mới ngủ dậy trước khi bước ra khỏi giường thì cả nhà biết là huyết áp mình nó nằm ở mức ổn định nhất, nó mức thấp nhất. Và mỗi ngày chúng ta đo như vậy để biết được tuyến huyết áp mình trong tuần, trong tháng nó có nằm ngang hay không, có ổn định hay không, hay là nó đi lên hoặc là bị hay giảm xuống. Ví dụ giống như hôm nay tầm khoảng 7 giờ sáng mình đo thì ngày mai cũng vậy, mốt ngày kia cũng vậy. Còn huyết áp của chúng ta thì nó sẽ thay đổi trong ngày đó, nên là giả sử khi chúng ta ăn xong huyết áp mình cũng thay đổi nè, sau khi tắm nè, hoặc là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường bước vào hoặc mới làm việc đó, huyết áp chúng ta sẽ rất là cao, và khi mình ngồi nghỉ thì huyết áp sẽ xuống thấp đó. Nên là Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà cách đo khi mà mình mới đi ngoài đường về. Một ngày mình có thể đo rất là nhiều lần cũng được, nhưng mà khi mà đo nhiều lần như vậy á, nó sẽ làm cho cái tâm lý mình sẽ rất là không thoải mái ha. Đó, nên là Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nếu mà huyết áp đã ổn định rồi mình nên đo một lần trong ngày. Ví dụ hôm nay là buổi sáng là huyết áp mình nó thấp nhất, nhưng mà tầm 1 giờ trưa bình thường huyết áp mình nó lại cao nhất trong ngày, và 9 giờ tối cũng là huyết áp rất là cao. Ví dụ hôm nay chúng ta đo tầm khoảng 4 giờ chiều thì ngày mai cũng 4 giờ chiều, mốt cũng vậy, ngày kia cũng vậy, mình đo để mình theo dõi trong tháng nha. Còn nếu mà chúng ta đang theo dõi để uống thuốc hoặc là chúng ta kiểm tra cái mức huyết áp quá cao trong ngày như thế nào thì bất cứ lúc nào mình cũng có thể đo được. Và hai lần đo mình nên cách nhau khoảng tầm 3 phút ha, mình tháo dần quấn ra cho thoải mái đó. Thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình, thứ nhất nếu mà mình đang theo dõi bệnh thì một ngày có thể đo vài lần vẫn được nha, và hai lần cách nhau khoảng 3 phút. Và trước khi đo mình nên ngồi nghỉ cho thoải mái nha, tại vì huyết áp trong ngày mình sẽ thay đổi, nên mình đo để mình biết cái thời điểm huyết áp mình lúc đó nó có quá cao để mình uống thuốc hay không đó. Và nếu mà huyết áp mình đã ổn định rồi thì một ngày mình cũng có thể đo một lần thôi, và đo cùng thời điểm để mình theo dõi trong tuần hoặc trong tháng. Rồi hôm nay Hoàng Sơn giải đáp cùng cả nhà mình huyết áp nên đo bao nhiêu lần và đo lúc nào là tốt nhất. Rồi tạm biệt bà con mình ha, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Có gì thắc mắc cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.